cạnh tranh chiến lược giữa một số quốc gia tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, nhất là trên biển vẫn còn tồn tại. Chính trị nội bộ một số nước chưa thực sự ổn định. Các vấn đề này không những kéo theo cọ sát chiến lược giữa các nước trong khu vực, mà còn có thể là nguồn cơn gia tăng can dự từ bên ngoài, cũng như toàn thế giới. Châu Á-Thái Bình Dương cũng đang đối mặt với những thách thức an ninh phi truyền thống có xu hướng ngày càng trở nên nghiêm trọng, như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh mạng, an ninh nguồn nước, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, nạn ma túy, buôn người. Để đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống này, thực sự cần đến sự đoàn kết chung tay góp sức của các nước, không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới.